Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô vang vang San Audio, một trong những cái dòng vang mà trong thời gian qua em bán cực kỳ là chạy luôn. Hôm nay tiếp tục về thì lần này về là được gần 60 con các bác, gần 60 con. Nó có lẫn thêm hai con màu búc vào đây, hai con màu búc thì nói chung là dòng vang con màu búc với con tan là nó như nhau, cho nên em bán giá đồng giá luôn. Là nói thẳng luôn là giá là 1,6 triệu các bác nhá, chưa có phụ kiện và giá tại cửa hàng bên em. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em, số điện thoại ngay phía dưới màn hình. Điều kiện mua hàng thì các bác không cần phải chuyển khoản trước và cũng không cần phải cọc ạ. Cho bên em địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi đến tận nơi. Nhận hàng là mới thanh toán, được test hàng rồi mới phải thanh toán. Hàng được bảo hành một đổi một trong vòng 1 tháng ạ. Hàng tất cả các hàng mà trước khi gửi cho các bác thì bên em đều đã setup sẵn và cài đặt kiểm tra ok. Đấy. Chứ còn không các bác không phải lo, tức là khi các bác test ok là các bác mới thanh toán tiền, không cần phải lo lắng về cái chuyện là mua hàng về không dùng được hay không. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu luôn về cái thương hiệu và cái dòng vang này luôn cho các bác cặn kẽ luôn. Thì cái vang tan này thì trong thời gian vừa rồi em bán cực kỳ là nhiều, rất là nhiều, và một trong những cái dòng vang cực là hay luôn, giá hợp lý. Thì về thương hiệu thì đây là một cái thương hiệu đến từ Đức, tuy nhiên là dòng vang này thì không sản xuất tại Đức các bác nhá, nói thẳng luôn là sản xuất tại Trung Quốc cho các bác. Còn nếu như các bác nào mà muốn mua vang tại Đức, tại Anh, tại Pháp, tại Mỹ gì đó thì xin lỗi các bác này, sang bên hành tinh khác mua, tại vì là trên thế giới này các nước đó không sản xuất vàng. Ngoài Trung Quốc ra thì hầu như là không còn nước nào khác thứ, cho nên mà 100% là sản xuất tại Trung Quốc. Về thương hiệu thì nói là thương hiệu của Đức chứ em không nói là sản xuất tại Đức, các bác nghe rõ nhé. Về giá bán thì là 1,6 triệu rồi, ok. Còn dòng vang này thì đi chi tiết luôn. Vang này là vang chạy chip Yamaha, một trong những cái dòng vang mà cực kỳ phổ biến và cực kỳ là nổi tiếng hiện nay. Nói về vang chạy chip Yamaha thì là một trong những cái dòng vang là vua trong phân khúc dùng karaoke gia đình, tại vì nó đạt được tất cả những cái tiêu chí mà những cái người mà mới tập chơi vang, những người không dành về vang, những cái người mà gọi là không giỏi cài đặt ấy thì đều đáp ứng được. Thứ nhất là về giá thành thì con này là 1,6 triệu, là một cái giá quá hợp lý, ok luôn, rẻ tụt quần rồi. Về thứ hai, hay khẳng định rằng là các bác có mua con Omni 2003, 2006 N 14 hay 16 triệu thì con này, mấy con đó không phải đối thủ với con này. Tức là về karaoke nó đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí của bác, là về hay là đáp, khẳng định các bác là quá hay luôn. Nếu như dùng trong gia đình, khả năng trung hú thì thôi rồi, ba cấp trung hú đối với con này là quá ok. Trung hú khẳng định là không phải tuyệt đối, vì là dòng vang này, dòng vang gia đình nó không cần yêu cầu tuyệt đối giống như phòng hát. Tuy nhiên khẳng định với các bác là nó sẽ chống hút cực kỳ là tốt, không bao được cho các bác là ngồi dí loa vô mic vào trong loa thôi, chứ còn bình thường là chúng ta hát là đảm bảo không hú. Về sử dụng và cài đặt thì con vang này khẳng định với các bác là chẳng có gì phải khó cả. Con vang này quá dễ sử dụng và quá dễ là chúng ta cài đặt. Con vang này quá đơn giản luôn, không cần phải lăn tăn về nó, cực kỳ là dễ dùng. Về độ bền thì dòng vang này khẳng định các bác là quá bền, hầu như em bán về chưa bao giờ gặp nó bị hư, chưa phải bảo hành con nào, đến thời điểm này chưa bác nào kêu ca về bảo hành nó cả, cho nên mà khẳng định nó là ok. Về nguồn thì con này chạy nguồn xung cho nên mà điện của nó xuống 90V vẫn ok. Nó khác với nguồn tăng phô thì cầm nó nặng tay đấy, nhưng mà tuy nhiên là điện mà chập chờn, điện yếu là không dùng được. Còn nguồn này thì ok, khẳng định các bác là nguồn này là dùng 90V ok, điện có tụt lên tụt xuống thì nó vẫn sống nhăn răng, không có cái chuyện là bị lỗi nhá. Còn về cái con chip xử lý của nó thì nó chạy con chip Yamaha này thì là một trong những cái dòng vang là tiếng hay mà dễ sử dụng. Thì nó đi nói lại vẫn nói lại, nói nữa vẫn nói luôn cho bác nào mà xem rồi thì xin bỏ qua, còn bác nào mà chưa xem thì nghe cho em nói luôn cái đoạn này. Thứ nhất là các bác nếu như bác nào mà đang dùng âm ly truyền thống thì xin thưa là các bác nếu như có điều kiện chúng ta vứt con âm ly đi, chúng ta nên dùng vang thì đảm bảo là thứ nhất là nó đạt được cái yêu cầu là thứ nhất là hay hơn và thứ hai là chống hú tốt hơn, và cái hay quan trọng nhất là nó chống được hú. Đấy, cho các bác. Còn
Bác nào mà muốn gọi là tập tành chơi vang, ông thợ nào mà chưa giỏi về vang, cả thợ luôn, em nói luôn cả thợ đã chưa giỏi về vang, tức là muốn chơi vang, cài vang và tìm hiểu về vang, thì chúng ta nên tìm những con vang như thế này, đặc biệt là những hoặc là những cái dòng vang mà chạy chip Yamaha. Tại vì sao? Tại vì đây là một trong những cái dòng vang dễ cài, dễ sử dụng và tiếng nó hay. Các bác có trình độ nó có kém lên một tí, có chưa biết, có nghịch ngọt, có bấm tùm lum lên một tí, thì nó khi mà lấy lại thì nó cũng đơn giản, tại vì nó có rất ít những cái thông số. Thứ hai là cái thông số của nó là toàn là những cái thông số cơ bản của vang số. Tất cả những cái con vang nào đắt tiền, dù có đắt đến mấy, cao cấp đến mấy, thì nó vẫn phải có những cái thông số như con vang này. Tức là con vang này gọi là cái bước cơ bản để chúng ta chơi vang số, thì nên dùng những con vang này. Chúng ta rất chi là dễ cài. Thứ hai là cái trường hợp mà các bác có bấm lung tung đi mà các bác muốn em hướng dẫn cài lại, thì các bác có thể liên hệ với em, gọi video và có thể là em chỉ cho các bác và chúng ta có thể là làm lại được, tại vì là nó rất dễ làm, bấm mấy nút là xong đấy. Về phía sau của nó đó là nói về cái dòng van này, còn giới thiệu luôn cái phía sau của nó. Con van này xin lỗi các bác là em không xin được phần mềm, mà nói thẳng với các bác là cũng chả có phần mềm, có nhưng mà em không có, nhưng mà em đang nói là vẫn có phần mềm cũng chẳng để làm gì cả. Tại vì sao? Tại vì cái con van này nói thật với các bác là chỉnh tay nó quá nhanh rồi. Thay vì các bác cắm vào máy tính mà khởi động được cái máy tính, kết nối cài driver cho cái máy tính, em khẳng định em cài được 5 con. Đó là cái cam kết luôn, nói thẳng đấy. Còn loại này nữa, em cài một lúc buổi chiều là gọi thợ nhà em đóng la liệt luôn. Tại vì nó cài trong vòng con này chỉ 1 phút là xong. Em đang vẫn nói là con này là quá dễ cài cho nên mà các bác không cần phải phần mềm. Em nói thẳng là em không có phần mềm, nhưng mà chúng ta không cần phần mềm để cài nó. Thực ra nó con cài này nó chỉ hơn con Domly một tí, là nó khó hơn một tí là chúng ta phải bấm và biết những cái thông số, còn những cái chức năng của nó quá đơn giản, cho nên mà chẳng bao giờ em cắm máy tính nha. Cái thời gian mà cắm em chưa nói mà khởi động máy tính, cắm ra rút vào kết nối lại nó em cài được xong rồi, cho nên mà không có gì để chúng ta phải dùng đến máy tính cả. Phía sau của nó đây, nó có 4 cổng tín hiệu vào để cho chúng ta quá nhiều cái lựa chọn: một cắm tivi, hai cắm điện thoại, ba cắm máy tính laptop gì đó, thì chúng ta có 4 cổng này chúng ta cắm thoải mái. Chúng ta muốn chuyển cổng nào cũng được, hoặc để chế độ auto thì có tín hiệu bên nào là nó nhận. Cổng này lại xuống đẩy hoặc là xuống âm ly này, center, và cổng này là cổng đánh súp. Ngoài ra phía sau nó có 2 cổng cắm mic là lỗ Canon. Đối với mic bãi thì nó có cổng Canon, nhưng còn mic mới bây giờ đủ chủ yếu là 6 ly thì lại phải cắm phía trước coi đấy. Thì giới thiệu tất tần tật về nó, bác nào có nhu cầu thì bốc máy lên gọi cho bên cửa hàng bên em nhé. Nam Tết Âm Thanh, số điện thoại 0967 676739. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ.